Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở chương 7, chúng ta đã nắm về một số yếu tố thống kê đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp tục cho em ở chương 8, đó chính là một số yếu tố về xác suất. Khi mà nói về xác suất ấy, chúng ta nghe thầy giải thích một xíu nè. Về yếu tố xác suất thì cái chương này á là nó rơi vào ở chương trình trung học phổ thông và cái chương trình lớp 12 nha em. Người ta thay thế bằng cái số phức bằng cái chương thống kê xác suất này thì chúng ta nghĩ là nó có quan trọng không? Nó rất là quan trọng, tại vì nó kéo theo lên chương trình phổ thông nữa. Và lên chương trình phổ thông ấy, thì chắc chắn cái cấp độ khó của nó sẽ rất là cao. Ở trong phần xác suất này nó có rất là nhiều công thức, ví dụ như tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị vân vân. Thì cái đấy là lên chương trình phổ thông, mà chương trình phổ thông thì thầy cũng có dạy từ toán lớp 10 tới lớp 12 là có đầy đủ trong kênh mà hoàn toàn miễn phí các em nha. Nói về xác suất, chúng ta phải nắm giùm thầy một số cái khái niệm này. Thứ nhất là chúng ta nắm về không gian mẫu. Không gian mẫu ở đây ký hiệu là omega, là cái ký hiệu này. Cái này đọc là omega. Thầy lấy ví dụ nha. Cái này thầy giảng xong á, rồi thầy qua bài 1, bài 2 là người ta hiểu kỹ lắm. Ví dụ như ở đây thầy có cái con xúc xắc này. Bây giờ thầy sẽ tung con xúc xắc này lên. Liệu các em có dự đoán được cái khả năng nó ra là mặt máy không? Có, đúng không? Dù bạn A dự đoán là ra được là mặt 5 đi, hoặc là thầy Quang dự đoán là mặt 1, bạn B là dự đoán mặt 3, ví dụ thế. Thì bây giờ thử thầy tung lên thử một lần tung thôi nha. Là ra mặt 2. Ha, thấy chưa? Như vậy ở đây á, người ta nói là tung 100 lần. Tung 100 lần con xúc xắc này thì cái xác suất để mà ra mặt 2 này là bao nhiêu lần? Thì cái đó là chúng ta phải tính giùm thầy cái xác suất của cái biến cố đó. Nhưng mà cái không gian mẫu của omega, khi mà chúng ta tung cái xúc xắc, chúng ta tung xúc xắc một lần thì nó có mấy giá trị, có những cái khả năng nào xảy ra ở trong cái con xúc xắc này em? Đó chính là từ mặt 1 cho tới mặt mấy, từ mặt 1 tới mặt 6, nghĩa là cái omega của ta ở đây, những khả năng nó có khả năng xảy ra là 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Cái này gọi là không gian mẫu. Không gian mẫu chúng ta hình dung là một cái tổng chung này, một cái vòng tròn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây chính là một cái không gian mẫu gọi là omega, gọi là cái tổng chung. Các em hiểu chưa nào? Còn biến cố, ví dụ biến cố A, hãy tính xác suất của cái mặt nó xảy ra là mặt gọi là số chẵn đi. Mặt là số chẵn thì các em thấy trong cái không gian mẫu này, những số nào là số chẵn nó có khả năng xảy ra, đó chính là mặt 2, mặt 4 và mặt 6. Đó chính là gì? Gọi là cái khả năng thuận lợi để mà cái biến cố A này xảy ra, người ta ký hiệu là NA này, nó có khả năng đó xảy ra là mặt 2, mặt 4 và mặt 6. Ở đây có mấy khả năng? Có 3 khả năng. Còn tổng của omega đây mấy khả năng? 6 khả năng. Thì khi đó người ta sẽ tính được xác suất của biến cố A này sẽ bằng N của A chia cho omega thì sẽ bằng là 3 phần 6, nghĩa là bằng 1 phần 2. Đó. Thì trong nội dung của cái chương này á, thứ nhất chúng ta sẽ tính ra được xác suất của biến cố, thứ hai chúng ta sẽ xác định được cái không gian mẫu, và thứ ba chúng ta phải nắm được biến cố là gì. Em hiểu chưa nào? Đó, chúng ta cứ hình dung như vậy. Như vậy trong cái phần xác suất này á, thì những cái mà người ta hay gặp, ví dụ như là về xúc xắc này, hoặc là mặt đồng xu. Mặt đồng xu thì nó chỉ gồm có hai mặt thôi, mặt sấp và mặt ngửa. Nghĩa là người ta có khả năng khi người ta học rõ cái chương xác suất này là cái trình của chúng ta lên cao lắm. Nghĩa là khi đó chúng ta sẽ tăng cái độ, gọi là cái độ dự đoán, cái độ lương lẹo của chúng ta, nghĩa là cái đầu của mình á, khi đó nó cái liver của chúng ta lên rất là cao. Nên là chúng ta phải chú ý ngay từ ban đầu thầy giảng sơ qua để chúng ta nắm được, chúng ta hình dung ra được thế nào là xác suất. Xác suất xảy ra một cái biến cố nào đó. Ví dụ bây giờ chúng ta đi ngoài đường, chúng ta thấy trời đang nắng, thì bây giờ chúng ta hỏi bạn bên cạnh là xác suất để mà trời mưa là có xảy ra hay không, thì bạn bên cạnh nói là không. Nhưng mà sau 2 tiếng đồng hồ thì có mây đen nó lại kéo đến, thì xác suất nó có mưa không? Chắc chắn là có mưa. Như vậy ở đây xác suất nghĩa là chúng ta có gọi là cái khả năng dự đoán xem thử nó có xảy ra hay không. Nếu mà cái xác suất mà cái B này này mà bằng 1 á thì nó luôn luôn là xảy ra.
Còn xác suất B này mà người ta tính ra bằng 0 á thì nó không bao giờ xảy ra ha. À, ví dụ như thầy nói là cái xác suất trưa nay thầy Quang ăn cơm thì gần như là nó sẽ bằng 1, tại vì chắc chắn là nó sẽ xảy ra. Còn cái xác suất mà thầy Quang trúng việc lót, trúng số độc đắc thì gần như là không xảy ra. Hiểu chưa? Thầy nói như vậy người ta hiểu không? Ok. Và thầy khuyên em là vào cái bài số 4 em. Bài 4 của cái phần toán xác suất cánh diều ạ. Cái bài này thầy tâm đắc lắm. Bài 4 tiết 1 ạ. Hay lắm em, thầy dạy cái bài này hay lắm. Chúng ta vào đó chúng ta tham khảo thêm nha. Thì bây giờ chúng ta đi sang bài số 1. Cái hình ảnh của con xúc xắc em thấy nè. Hình ảnh con xúc xắc. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở bài số 1 em nha. Trong bài số 1 này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu hai cái khái niệm. Khái niệm thứ nhất đó chính là không gian mẫu, gọi là cái tổng á. Và cái thứ hai đó chính là cái biến cố. Cái biến cố nghĩa là cái tùy theo cái đề bài mà người ta đưa ra cái biến cố để chúng ta tìm. Ví dụ như người ta cho một dãy cái số từ 1 cho tới 50 đi. Người ta yêu cầu ví dụ này, thầy đưa ra một số cái biến cố có khả năng người ta sẽ hỏi em này. Ví dụ như người ta hỏi là cái biến cố là cái số tự nhiên được chọn ra là số nguyên tố, ví dụ thế. Hay là số tự nhiên chọn ra là số chia hết cho 5, hay là số tự nhiên chọn ra là hợp số, hay là số tự nhiên chọn ra là các số chẵn, ví dụ thế. Thì tùy theo cái biến cố mà người ta đưa ra, rồi từ đó chúng ta sẽ lập luận để mà trình bày, để mà suy ra cách làm để chúng ta đi tìm những cái số mà nó thuận lợi để mà nó phù hợp với biến cố đó. Chúng ta hiểu chưa nào? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái câu hỏi khởi động luôn nha. Một túi chứa 4 viên bi được đánh số như hình bên 1, 2, 3, 4. Ở trong đây là các em thấy có 3 quả bi xanh này, 1 quả bi đỏ này. Lấy ra ở đây là một hồng bi. Cái đúng nào? Bằng Long và bằng Hà có ý kiến về số kết quả có thể xảy ra này. Có hai kết quả là lấy được viên bi màu xanh và lấy được viên bi màu đỏ. À, đây là bằng Long nhé. Ở đây là bạn nói là có nhiều hơn hai kết quả đấy. Như vậy thì ở đây này, chúng ta thấy này, khi lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ túi thì có mấy kết quả? À, nó có 4 kết quả. Có 4 kết quả nghe. Đúng không? Kết quả đầu tiên có thể là chúng ta lấy ra được là gì? À, viên bi bi xanh. Đúng không? Kết quả thứ hai là gì? Là viên bi là gì? Màu đỏ. Cái đó chúng biết tại sao có 4 kết quả nè. Nếu như ở trong cái viên bi này mà nó không có đánh số, em lưu ý này, ở đây nó có đánh số này. Nếu ở viên bi này mà nó không có đánh số nha, nghĩa là trong đây nó có 3 viên bi màu xanh không đánh số và một viên bi màu đỏ ấy, thì nó chỉ có 2 kết quả thôi, nghĩa là bạn Long này sẽ nói đúng. Nhưng ở đây nó có đánh số, em thấy không? Viên bi màu xanh có đánh số 1, viên bi màu xanh này có đánh số 2, viên bi màu xanh này có đánh số 3, viên bi màu đỏ đánh số 4. Thì chứng tỏ ấy, khi chúng ta lấy ra một viên bi thì có thể viên bi màu xanh này là nó chỉ là số 1, cũng có thể là viên bi màu đỏ nó chỉ số 4, cũng có thể viên bi màu xanh này chỉ số 3. Như vậy nó có mấy kết quả? Có 4 kết quả. Thì chứng tỏ bạn Hà này nói đúng này. Bạn Hà nói đúng các em nha. Bạn Hà nói đúng. Vậy thôi. Còn nếu như á mà viên bi này á mà nó không đánh số, nếu 3 viên bi màu xanh và 1 viên bi màu đỏ thì đúng chỉ có 2 kết quả lấy xảy ra khi mà chúng ta lấy 1 viên bi thôi. Nghĩa là có khả năng là lấy ra 1 viên bi màu xanh, hoặc chúng ta cũng có khả năng là lấy ra 1 viên bi màu đỏ. Nhưng ở đây nó có đánh số này, các em thấy nè, nó có đánh số nên là chúng ta phải có 4 kết quả. Do có đánh số thứ tự. Do có đánh số thứ tự, các em hiểu chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở phần 1 này. Không gian mẫu em nha. Không gian mẫu. Ok. Ta đi sang hoạt động 1 này. Hộp thứ nhất có một viên bi xanh, hộp thứ hai có một viên bi xanh và một viên bi đỏ. Đây thầy chị, đối với những dạng này chúng ta nên vẽ ra. Đây là một viên bi màu xanh, thầy ký chữ X này. Một hộp nữa là có một viên bi xanh và một viên bi đỏ. Đúng không? Bằng Xuân lấy ra một viên bi từ hộp thứ nhất. Bằng Xuân Xuân thì lấy ra một viên bi từ hộp thứ nhất. Đây là hộp 1 này và đây là hộp 2 này. Thì chắc chắn cái hộp thứ nhất này chỉ có một viên bi màu xanh thôi. Bằng Thu lấy ra một viên bi từ hộp thứ hai. Thì bằng Thu lấy ra từ hộp thứ hai ở đây thì có hai khả năng xảy ra. Một, có thể là viên bi xanh.
hoặc cũng có thể là viêm bi gì, bi đỏ. Phép thử của bạn Xuân có bao nhiêu kết quả xảy ra? Chắc chắn là chỉ có một. Chỉ có một thôi. Chỉ có một thôi. Một kết quả. Đó chính là nguyên bi màu gì? Màu xanh. Em hiểu nào? Còn phép thử của bạn Thu có mấy kết quả xảy ra? Có thể là có hai kết quả. Đúng không? Có hai kết quả. Hai kết quả. Có hai kết quả. Có thể là nguyên bi đó là màu xanh, hạt nguyên bi đó có thể là màu đỏ. Đỏ. Em hiểu chưa? Ok. Rồi. Đây em. Như vậy đối với cái kết quả của bạn bạn Xuân á, lấy ra cái này không phải là ngẫu nhiên mà nó chắc chắn 100% là lấy ra là viên bi màu xanh rồi. Không thể nào mà viên bi khác được. Có đúng không? Thò tay vô có một viên thì lấy ra một viên chứ đâu có nghĩa là chúng ta dự đoán được luôn. À bạn Xuân à, tôi chắc chắn sẽ lấy ra viên bi đó là màu xanh. Không ai dám cãi cả. Chắc chắn là 100% tại vì nó có một viên thôi. Và chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Còn đối với bạn Hà này, bạn Hà dám khẳng định không? Dám khẳng định bây giờ tụi tôi lấy ra viên bi màu xanh không? Không, không khẳng định được. Tại vì giờ thò tay vô đâu có thấy được. Thì có thể lấy ra có thể viên bi màu xanh hoặc cũng có thể là viên bi màu đỏ. À, như vậy của bạn Hà này người ta gọi là cái phép thử gọi là phép thử ngẫu nhiên. À, phép thử ngẫu nhiên. À, cái biến cố ở đây là của bạn Hà là có khả năng là xảy ra. À, gọi là phòng tính xác suất. Còn cái thằng này là tránh 100% là xảy ra rồi. Đúng không? Rồi. Như vậy thì trong này rồi. Phần này người ta đã giải thích nè. Thu thực hiện một phép thử ngẫu nhiên đó chưa? Phép thử ngẫu nhiên. Phép thử ngẫu nhiên là nghĩa là có khả năng anh này xảy ra cũng có thể anh kia xảy ra. Chứ mà nếu lấy vô mà anh 100% là xảy ra giống như bạn Xuân thì không thể gọi là phép thử ngẫu nhiên được. Hiểu chưa? Ta ghi lại phần này vô. Các hợp đồng mà ta có thể biết trước được kết quả của nó, nhưng biết tất cả các kết quả có thể xảy ra được gọi là phép thử ngẫu nhiên. Nghĩa là ở đây của như bạn Hà, thằng loại bạn Thu, thì chúng ta biết có khả năng là xảy ra viên bi màu xanh, hoặc là cũng có khả năng xảy ra viên bi màu đỏ. Ví dụ 1. Trong các hoạt động sau, hoạt động nào là phép thử ngẫu nhiên? Tại sao? Gieo hai khối gỗ hình lập phương. Mỗi khối gỗ được sơn một màu như hình 1A và quan sát màu sắc của mặt xuất hiện bên trên. Chọn bất kỳ một cây bút từ ống bút có 4 cây bút bi như hình B. Câu C là chọn ra đồng thời hai quy gỗ từ hộp V như hình 1C. Như vậy thì cái thằng này nghĩa là phép thử ấy là chúng ta không được thấy. Ví dụ chúng ta thấy người ta yêu cầu chúng ta chọn hình lập phương màu xanh thì chúng ta bóc cái này ra thì đâu có gọi là phép thử. Hoặc là ví dụ từ hộp bút này chúng ta thấy không? Thấy. Ví dụ người ta yêu cầu các em chọn cái bút màu xanh đậm này, hoặc là cái bút màu vàng xanh, hoặc có bút màu đỏ thì chúng ta chọn được. Đúng không? Hiểu nào? Tương tự câu B, câu C cũng vậy. Đó. Đây này. Bây giờ ví dụ 2 này, xác định không gian mẫu phép thử này, gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất hai lần đây, hai lần này. Một lần á thì nó gồm có 6 mặt xảy ra. Đây lần thứ nhất này, dù thầy gieo lần thứ nhất là ra mặt 4 này, thầy gieo lần thứ hai là ra mặt hai này. Đó, ví dụ 2 lần thì các em thấy là lần thứ nhất là con máy có 6 là từ 1 tới 6. Lần thứ hai của máy là 6. 6 x 6 là bao nhiêu? 36 đúng không? 36 kết quả có khả năng xảy ra. Tại sao thầy nói 36? Tại vì ví dụ như lần thứ nhất thầy ra 2 thì lần thứ hai có khả năng là kết 2 này kết hợp với 1, 2 kết hợp với 2, 2 kết hợp với 3. Đó. Như vậy thì ở đây người ta đã giải này. 11, 12, 13, 14 tới 16 này, 2 tới 6 này, 3 tới 6 chứng tỏ đây là tổng đây sẽ là 36 lần. 6 x 6 bằng 36 em. Đó. Không tin ta đếm này, 1 2 3 4 5 6 đúng không? 1 2 3 4 5 6, 6 x 6 36 kết quả có khả năng xảy ra. À. Tiếp tục lấy ra lần lượt hai quả bóng từ hộp chứa 3 quả bóng. 2 quả, 3 quả thì ở đây khả năng xảy ra là gì? 1 2 1 3 hoặc là 2 3. Đó. Ok chưa?
cái bộ cánh diều anh chơi ảnh là một lần thôi em, chứ mà nói chung mà nếu như mà gieo mà 2 lần là gần như tốt của phổ thông á, tại vì ở trình độ thầy nghĩ trình độ của trung học cơ sở thì chỉ nên cho một lần thôi, ví dụ gieo con xuất sắc thì nên một lần thôi, chứ mà 2 lần 3 lần là hơi phức tạp kìa, rất phức tạp luôn. Đây, các kết quả sẽ ra 1221 này, đảo ngược lại này 1331 này, thấy không? 2332 này. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần thực hành 1 nha. Trong các hoạt động sau, hoạt động nào là phép tự ngẫu nhiên, tại sao? Chọn ra lần lượt hai tấm thẻ từ hộp có hai tấm thẻ như hình 3A. Nhưng mà có phải không? Không, cái này không phải. Tại vì ta biết chỉ có một kết quả xảy ra là lấy được một tấm thẻ xanh và một tấm thẻ đỏ thôi. Như vậy thì ở đây không phải nha em nha, không. Không phải. Câu B, chọn bất kỳ một quyển sách từ một giá như hình 3B. Như vậy thì nó có phải không? Hả? Đó chính là một cái phép thử ngẫu nhiên. Ha? Là phép thử ngẫu nhiên. Đấy. Vì ta không biết được cái kết quả của nó là chọn quyển sách nào. Đúng không? Ở đây đếm được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 quyển. Thì người ta không biết được là người ta sẽ chọn nó là quyển nó là gì, cái tên của nó là gì. Chọn một cây bút từ ống bút như hình thì chắc chắn là không phải đâu. Một cây thì nói chung là chọn đúng ông mình nó thì 100% là xảy ra là cây bút này rồi. Đúng chưa? Okay. Cái anh bộ cánh diều em, người ta viết hay lắm. Cái phần xác suất thì công nhận cái anh cánh diều viết cái phần xác suất rất là hay, và nó phù hợp với đối tượng học sinh trung học cơ sở, rất là phù hợp luôn. Chúng ta có thể vào trong cái bài 4 tiết 1 để chúng ta xem, ta nắm nha. Cũng là cái phần cánh diều. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở cái phần thực hành 2 này. Xác định không gian mẫu các phép thử sau: gieo 2 lần 1 đồng xu có một mặt xanh và một mặt đỏ. 2 lần 1 đồng xu, một mặt của nó là xanh, một mặt của nó là đỏ. Thì ở câu A có khả năng xảy ra là không gian mẫu của ta là những cái gì nè? Có thể là gieo 2 lần đúng không? Gieo lần đầu tiên là mặt xanh, gieo lần thứ hai cũng là mặt xanh, như vậy chứng tỏ có khả năng là xanh xanh. Cũng có khả năng là đỏ đỏ, đúng không? Cũng có khả năng là xanh trước đỏ sau. Cũng có khả năng là gì? Đỏ trước xanh sau. Như vậy có mấy khả năng? 4 khả năng. Xanh xanh đỏ đỏ, hoặc là xanh trước đỏ sau, hoặc là đỏ trước xanh sau, chỉ có 4 khả năng này thôi. Được chưa? Câu B, lấy một quả bóng từ một hộp chứa 3 quả bóng được đánh số 123, xem số trả lại hộp rồi lấy ra một quả bóng từ hộp đó. Như vậy thì có khả năng xảy ra là gì? Cái không gian mẫu của ta này, chúng ta lấy cái quả đầu tiên là số 1, chúng ta bỏ môn, chúng ta lại tiếp tục lấy ra nó là số 1 nữa. Các em hiểu nào? Đấy. Cũng là số 1 đầu tiên, nhưng lấy ra lần thứ hai là số 2. Lấy ra số 1 đầu tiên, lấy ra là số 3. Đấy. Cứ như vậy, chúng ta sẽ xoay vòng. Các em hiểu không? Tương tự như vậy là 22. Như đó. 22, 21. Đúng không? Rồi, 23. Ở đây là người ta có 33, 31, 32. Như vậy đây có 9 kết quả này. 9 kết quả. Hiểu chưa? Có những khả năng nó có khả năng xảy ra như là như vậy. 9 khả năng. Ok. Đây, thực hành 2 này các em.
Rồi. Ta sang phần dùng 1. Xác định không gian mẫu của phép thử trong cái hoạt động khởi động. Thì trong hoạt động khởi động thì chúng ta thấy là nó có mấy quả bóng, có 4 quả bóng là ký hiệu là 1 2 3 4 này. Tại vì thầy đã giải thích ở trong câu hỏi khởi động, nếu như người ta không có đánh số 1 2 3 4 thì chúng ta chỉ có hai kết quả là một quả một là xanh hai là đỏ thôi. Nhưng ở đây nó có đánh số thì chắc chắn là gì? Cái số viên bi ở đây không gian mẫu chúng ta phải là gì? 1 1 2 3 và 4. Nghĩa là viên bi số 1, số 2, số 3 và số 4. Có được chưa? Đây nghe. Các em hiểu không? Đó chính là về phần xác định không gian mẫu là như vậy. Ở cái phần 2 về phần biến cố thì chắc là lẽ thầy sẽ quay cho em trong clip sau, nghĩa là thầy muốn quay để cho nó kỹ em. Chứ nếu mà thầy quay tầm 30-40 phút thì nhiều lúc nó mệt á, nên thầy sẽ nói nhanh. Mà nói nhanh thì chúng ta nghe không kịp thì chúng ta cũng khó hiểu. Nên thầy muốn là để quay cái clip nào là chất lượng clip đấy, nghĩa là thầy chẳng tham một phần nhưng mà giảng sâu và giảng chắc để chúng ta nắm thông tin nha, và để chúng ta biết cách làm bài tập. Thì chúc em học tốt, bye bye các em nha. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.